Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pháo Đài Một Người. Tôi là chủ Pháo Đài. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Warp và những cư dân của nó, thế lực hồn ma, hai nhân tố có thể nói là vô cùng quan trọng trong bối cảnh của vũ trụ Warhammer 40K, được coi là cội nguồn của những yếu tố kỳ ảo và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng thời gian cốt truyện của vũ trụ này. Mặc dù đây thực sự là một chủ đề vô cùng rộng lớn và phức tạp, nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng đưa ra những giải thích ngắn gọn và rõ ràng nhất. Hy vọng sẽ đưa đến được cho các bạn một cái nhìn tổng quan về Warp cũng như là thế lực hỗn ma mà nó chứa đựng. Giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Chương 1. Warp là gì? Vũ trụ Warhammer 40K được chia làm hai chiều không gian riêng biệt. Đầu tiên là chiều không gian của hình dạng, vật lý, thời gian hay chính là thực tại của chúng ta, Material. Và chiều không gian còn lại là Warp, hay chiều không gian phi vật chất, biển linh hồn, lãnh địa của hồn ma, Immaterium. Nơi đây được coi là cội nguồn của hầu như tất cả những yếu tố trừu tượng ma thuật của Warhammer 40K. Qua những cái tên và mô tả này, có lẽ bạn đã ít nhiều liên tưởng đến những phạm trù trong thế giới thực của chúng ta, thường được thể hiện bởi các tôn giáo như là thế giới bên kia, vùng đất của các linh hồn, thiên đường, địa ngục, vân vân. Nhưng trong vũ trụ của Warhammer 40K, Immaterium về bản chất là một chiều không gian song song và là một phần của vũ trụ thực. Nhưng nó lại là phản chiếu méo mó của tất cả sự sống và cái chết của Immaterium. Nó phụ thuộc và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thực tại. Nó chứa đựng được hình thành bởi một nguyên tố duy nhất bắt nguồn từ thực tại, được gọi là psychic hay tâm linh. Nhưng không như trong các tôn giáo của chúng ta, năng lượng tâm linh trong Warhammer 40K không chỉ đến từ linh hồn mà là tổng hợp của toàn bộ năng lượng từ suy nghĩ, niềm tin, hy vọng, cảm xúc của toàn bộ các sinh linh có trí tuệ trong dải ngân hà. Mọi dòng cảm xúc, suy nghĩ của họ đều sẽ được phản ánh song song trong Warp. Tuy nhiên, chúng không cố định mà sẽ di chuyển tự do trong Warp và có xu hướng bị thu hút bởi những dòng cảm xúc tương đương hoặc là bị hấp thụ bởi những dòng cảm xúc lớn mạnh hơn. Để dễ hình dung hơn, hãy tưởng tượng Warp như một đại dương vậy. Và mỗi suy nghĩ, mỗi xúc cảm ở thực tại tương tự như những giọt nước của nó vậy. Và ở thế niên kỷ thứ 41 hiện tại của Warhammer 40K, đại dương này có thể nói là cực kỳ độc hại với những nỗi kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng của người phàm. Nhưng một trong những điều ít người biết về Warp là khung cảnh địa ngục đầy ma quỷ hắc ám của nó là được sinh ra và tồn tại chính nhờ những sai lầm và tội lỗi của những giống loài ngoài cõi thực. Để hiểu tại sao, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về thuở sơ khai của dải ngân hà. Theo như những câu chuyện của các giống loài cổ đại, thì ban đầu, khi mà các giống loài chưa đạt đến số lượng và trí thông minh như bây giờ, có thể giả định là Warp giống như một cái bể cạn khô, trông rỗng vậy. Theo thời gian, khi mà các sinh vật có tư duy sinh sôi nảy nở, những giọt nước sai kích từ đó mà lấp đầy đại dương. Và ban đầu, Warp được lấp đầy bởi những dòng chảy của ánh sáng, của sự tích cực và hòa bình của vòng tái sinh luân hồi tự nhiên. Tuy những cảm xúc tiêu cực có tồn tại, nhưng rất ít, không đủ tạo ra những khác biệt. Do đó, trong một khoảng thời gian, Warp thật yên bình, thật hiền hòa. Nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng cho linh hồn của các cư dân từ cõi thực, một thiên đường đúng nghĩa. Nhưng rồi, tất cả đã nhanh chóng thay đổi. Như một tất yếu tự nhiên, khi mà trí tuệ của các giống loài phát triển, họ sẽ dần hiểu được bản thân cũng như là thế giới xung quanh, từ đó tạo ra những nhu cầu, những khát khao mới để đem lại lợi ích hơn nữa cho bản thân. Ví dụ như là mong muốn có được điều kiện sống, chất lượng thức ăn, nước uống, nơi sinh sống tốt hơn, hay là kéo dài tuổi thọ, vân vân. Nói cách khác là khiến họ bất mãn với hiện tại, thúc đẩy họ tìm các giải pháp để đáp ứng các nhu cầu đó. Và khi không được đáp ứng, thường sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực hơn, như là giận dữ, đau khổ, tuyệt vọng, hay lòng ghen tị với những người nắm giữ những điều mình mong muốn. Và những suy nghĩ tiêu cực thường sẽ dẫn tới những hành động tiêu cực. Ví dụ tiêu biểu nhất cho điều này chính là cuộc chiến The War in Heaven mà chúng ta đã tìm hiểu trong tập thứ 2 của series, giữa loài Necrontyr, giống loài với khát khao kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi, và The Old One, giống loài đã từ chối chia sẻ bí mật về sự bất tử của mình. Cuộc chiến cổ đại kinh hoàng kéo dài đến hàng triệu năm này đã khiến cho hàng triệu tỷ sinh linh trên khắp thiên hà phải sống trong bạo lực và đau khổ, chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Tất cả những linh hồn này đã bị dồn nén với những cảm xúc tiêu cực đó và rồi đổ dồn về Warp, làm nhiều loạn, biến đổi nó một cách tiêu cực. Trong khi đó, các Old Ones và những sáng tạo của mình, như là loài Eldari, với khả năng làm chủ sức mạnh sai kích, lại liên tục sử dụng Warp cho chiến tranh.
nuôi lớn con thịnh nộ và đau khổ của kẻ thù cũng như là của chính họ. Đây được xem là sự khởi đầu cho sự suy tàn của Imaterium, nguồn năng lượng tiêu cực mà nó thụ nhận. Lớn tới nỗi đã kết tinh và tạo nên những thực thể, những sinh vật báng bổ có ý thức đầu tiên của Warp. Xuyên suốt hàng triệu năm của Zero and Heaven, những dòng năng lượng lớn hơn liên tục hấp thụ cái nhỏ hơn, và khi nguồn năng lượng đủ lớn, nó sẽ dần trải qua các bước tiến hóa để rồi trở thành những sinh vật, những thực thể có ý thức. Và bởi vì những nguồn năng lượng tích cực đã bị áp đảo bởi những nguồn năng lượng tiêu cực, nên những gì được sinh ra trong Warp đều là những thực thể quái dị, báng bổ, tàn ác. Từ những giống loài quái thai thù địch như Enslaver, bè lũ quỷ dữ, và trên hết, chính từ Zero and Heaven, ba vị cổ thần hỗn mang đầu tiên đã được sinh ra trong Warp. Điều này cho thấy rằng Imaterium không phải thù địch và hỗn loạn về bản chất, mà chính những hành động của các giống loài trong thực tại đã vĩnh viễn biến đổi tính chất của biển linh hồn. Chính họ đã đầu độc nó với những nguồn năng lượng tâm linh sinh ra từ chiến tranh, bạo lực, biến thiên đàng trở thành địa ngục. Tương tự như vậy, với mỗi hành động sai trái, mỗi cuộc chiến nổ ra sau đó ở thực tại, Warp lại càng méo mó, biến chất, tạo nên tính chất thù địch cực độ của nó với sự sống ở hiện tại, cũng như là tương lai của vũ trụ của Hammer 40k. Chương 2. Đặc điểm và vai trò của Warp. Trái ngược với Materium, Warp là một chiều không gian hỗn loạn, liên tục bị khuấy động bởi các dòng năng lượng sai kích liên tục đổ về từ thực tại. Đây là nơi mà những quy luật về không thời gian mà chúng ta đã biết không hề có ý nghĩa. Các khái niệm, các giới hạn về không gian, thời gian, các định luật vật lý đơn giản là không tồn tại. Biển linh hồn là phi vật chất, vô tận và là vĩnh hằng. Khung cảnh trong Imaterium được mô tả như là vô số đám mây mù hay là hơi nước với đủ hình dạng, màu sắc, kích thước khác nhau. Chúng liên tục thay đổi, chuyển động như những sinh vật sống vậy. Các dòng năng lượng này có thể bất ngờ tĩnh lặng hay nổi cơn thịnh nộ khi dòng cảm xúc tiêu cực ở thực tại đổ về quá nhanh và quá lớn, như là khi xảy ra thiên tai hay là chiến tranh, vân vân. Từ đó sẽ hình thành những cơn bão sai kích trong lòng Warp, hay là bão Warp, có thể quật nát bất kỳ màn chắn, bất kỳ vật chất nào và làm cản trở một phần hoặc là hoàn toàn các tín hiệu tâm linh được đưa vào Warp từ thực tại. Ví dụ như ngọn Astronomicon của Hoàng đế nhân loại. Và bản thân của dòng năng lượng sai kích trong Warp cũng cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí chỉ cần một cá nhân nhìn trực tiếp vào nó mà không được bảo vệ, thì gần như ngay lập tức sẽ khiến họ hóa thành điên loạn. Còn nếu tiếp xúc trực tiếp, sẽ gây ra những đột biến kinh dị cả trong tâm trí lẫn cơ thể, biến họ trở thành tạo vật đáng kinh tởm và nguy hiểm. Tuy nhiên, chính vì mối liên hệ của Warp và thực tại, mà như giống loài trên cõi thực vẫn có thể có được những cách thức để khai thác những khả năng của Warp cho lợi ích của họ. Như việc loài Eldari đã từng sử dụng Warp như một nơi dừng chân cho các linh hồn của loài trước khi họ được tái sinh vào một cơ thể khác ở thực tại. Nhưng nói đến vai trò của Warp thì to lớn nhất vẫn là đối với loài người. Nó là một nhân tố vô cùng quan trọng và gần như là không thể thay thế trong sự tồn vong của họ. Vì sự vô định về không thời gian của Warp chính là chìa khóa để họ du hành giữa các vì sao xa xôi. Khác với những vũ trụ viễn tưởng khác, nơi mà con người từng du hành không gian bằng cách di chuyển bằng hoặc là hơn tốc độ ánh sáng ngay trên thực tại, thì trong vũ trụ của Warhammer 40k, để chạm tới các hành tinh thuộc địa xa xôi của mình, loài người lại phải phụ thuộc vào việc du hành không gian qua Warp, qua địa ngục. Mặc cho hàng chục ngàn năm phát triển của công nghệ loài người, họ vẫn không thể nào vượt qua được tốc độ của ánh sáng, mà thế nào thì lại luôn ngăn cách các hành tinh, các hệ sao với khoảng không tưởng chừng như vô tận. Bởi vì thời gian du hành bằng hoặc là dưới tốc độ ánh sáng là quá lâu, nên các thế giới thuộc địa của loài người thường bị tách biệt hoàn toàn với nhau, thậm chí ngay cả khi nằm trong cùng một hệ sao. Các hệ hành tinh có thể nổ ra những cuộc chiến với quy mô và sức hủy diệt kinh hoàng, nhưng mà những thế giới, những hành tinh lân cận lại không hề hay biết. Mãi cho đến 10, 15 năm sau, khi mà thông tin liên lạc cuối cùng cũng chạm tới được hành tinh mà họ sinh sống. Nếu đen đủi, bạn có thể du hành đến một hành tinh đã bị phá hủy từ hàng thế kỷ trước trên một con tàu không thể quay đầu lại. Và trong hơn 10.000 năm, giới hạn tốc độ này đã ngăn cách loài người cả về mặt khoảng cách, xã hội, kinh tế, chính phủ lẫn trình độ công nghệ vân vân giữa các hành tinh. Nhưng rồi, vào khoảng thế kỷ thứ 15, loài người đã phát hiện ra sự tồn tại của Warp và dần hiểu được bản chất hỗn loạn về mặt không thời gian của nó. Sau đó họ đã nhanh chóng nhận ra điều này có thể được sử dụng để phá vỡ ranh giới về tốc độ du hành không gian, là điều đã kìm chân sự phát triển của loài người bấy lâu nay. Từ đó dẫn tới việc nghiên cứu, phát triển các công nghệ để thực hiện các chuyến du hành thông qua Warp. Theo đó,
một con tàu không gian của loài người hay của Imperium of Man sẽ đi vào Warp bằng cách kích hoạt động cơ Warp, động cơ Warp Drive, để mở ra một cánh cổng dẫn vào Warp. Và khi con tàu rời khỏi vũ trụ vật chất, nó sẽ đi vào một điểm tương ứng trong Warp. Sau đó, con tàu sẽ di chuyển theo dòng chảy của nó, như một chiếc lá được thả trôi trên một dòng sông cuồng nộ vậy. Và sau khi đã du hành trong khoảng thời gian tương ứng thích hợp với đích đến, con tàu sẽ lại sử dụng động cơ Warp Drive để quay trở lại không gian thực. Bởi vì Immaterium và Materium di chuyển tương đối nhau, nhưng không thời gian của Immaterium lại liên tục giãn nở, nên nếu con tàu đi đúng với lộ trình mà các Navigators, những cá nhân có khả năng nhìn thấu dòng chảy của Warp vạch ra, cũng như là sự hỗ trợ dẫn đường của ngọn Astronomicon, ngọn hải đăng tâm linh bao phủ gần 70.000 năm ánh sáng kể từ Terra của hoàng đế nhân loại, thì khi quay trở lại không gian thực, con tàu không gian đã tới đích nằm cách điểm xuất phát nhiều năm ánh sáng, khoảng cách mà sẽ mất đến hàng năm trời, thậm chí là nhiều thế hệ con người để hoàn thành nếu con tàu đó di chuyển với động cơ đẩy thông thường trên thực tại, kể cả nếu du hành với tốc độ ánh sáng. Quá trình này được gọi là nhảy Warp hay du hành Warp. Vì sự nhiễu loạn không ngừng của Warp, việc xác định gần như tất cả những yếu tố xoay quanh hành trình trong Warp đều chỉ mang tính chất tương đối, đặc biệt là về mặt thời gian. Ngay cả với Navigator lão luyện nhất, ở vào thời điểm ánh sáng của ngọn Astronomicon mạnh mẽ nhất, thì việc lấy hướng di chuyển mất nhiều thời gian hoặc ít thời gian hơn dự kiến để hoàn thành chuyến đi là một điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt là với những bước nhảy xa. Và để chống lại những nỗi kinh hoàng của Warp trong suốt chuyến đi của mình, trên mỗi con tàu không gian đều được trang bị một thiết bị để tạo ra một màn chắn bảo vệ xung quanh con tàu, được gọi là trường Gale Field. Nếu không có lớp bảo vệ này, dòng năng lượng sai kích của Warp và các thực thể hùng tợn của nó sẽ ngay lập tức nghiền nát con tàu vào phi hành đoàn, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Do vậy, dù với trường Gale Field, các chuyến du hành Warp vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành thảm kịch. Có thể là khi con tàu không gian gặp phải những cơn bão Warp hay những thực thể quá mạnh mẽ với trường Gale Field, hoặc gặp các sự cố với động cơ Warp khiến cho con tàu mắc kẹt vĩnh viễn, vân vân. Chỉ với một sai sót nhỏ nhất cũng có thể khiến cho cú nhảy Warp trở thành một chuyến du ngoạn ngắn ngủi, thảm khốc. Nói chung là có hàng triệu cách để bạn chết trong Warp. Và tin tôi đi, bạn sẽ không muốn kết thúc cuộc đời của mình theo những cách đó đâu. Mặc dù vậy, với những lợi ích mà con người có được từ Warp đã được chứng minh là không thể thay thế, nhưng hiểm họa này vẫn phải được chấp nhận như là một lẽ tự nhiên. Ngoài ra, tương tự như việc du hành không gian, Warp còn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin liên lạc của con người. Vì lõi của hệ thống liên lạc này là các Astropath, những người có khả năng trao đổi thông tin tức thì bằng sức mạnh tâm linh thông qua Warp. Do đó, bằng việc sử dụng Warp cho việc giao thương và liên lạc, hàng triệu thế giới thuộc địa của con người mới có thể duy trì được sự thống nhất và liên kết với nhau. Và điều đã được chứng minh không ít lần trong dòng lịch sử của Warhammer 40k là nếu mối liên kết giữa họ bị cắt đứt, Imperium of Man sẽ sụp đổ và loài người sẽ diệt vong. Rõ nhất là trong kỷ nguyên xung đột của loài người, với nguyên nhân chính đến từ những nhiễu động trong lòng Warp đã cản trở hoàn toàn việc du hành không gian của nhân loại trong hơn 5.000 năm. Hậu quả của nó là gần như đã đẩy loài người đến bờ vực diệt vong trước khi cơn thịnh nộ của Warp dịu xuống với sự thức tỉnh của vị ác thần hỗn mang thứ tư. Chương 3. Tổng quan về thế lực hỗn mang. Một điều trớ trêu của vũ trụ đen tối này là Warp không chỉ là nơi mà con người phải lệ thuộc để sinh tồn, mà nó còn là đại diện cho mối nguy hiểm lớn nhất đối với sự tồn vong của họ. Đó chính là thế lực hỗn mang. Khi các giống loài có trí thông minh bậc cao của cõi thực, như là con người hay là Elda, phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời, họ thường sẽ có những cảm xúc mạnh mẽ như là sợ hãi, tức giận, tuyệt vọng, vân vân. Những năng lượng sai kích này sẽ đổ về Warp như những dòng sông đổ về biển lớn vậy. Và các dòng cảm xúc tương đồng thường có xu hướng liên kết lại với nhau, cho đến khi hình thành những dòng thác giận dữ, những dòng hải lưu thủ đoạn và những con sóng đau khổ. Khi sự dồn nén của những cảm xúc tiêu cực này đủ lớn, chúng sẽ dần trải qua các bước tiến hóa. Và qua mỗi bước tiến hóa, chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Và dần dần, chúng tự phát triển cho mình ý thức, từ đó sinh ra các thực thể tương tự như sinh vật sống của thực tại vậy. Và vì được tạo nên từ các nguồn năng lượng tiêu cực, nên hầu hết các sinh vật của Warp đều cực kỳ thù địch với sự sống của thế giới vật chất. Tâm trí của chúng bị lấp đầy bởi cơn đói khát vô tận với năng lượng tâm linh trong linh hồn của những kẻ phàm trần, như loài ký sinh Enslaver, những con chó săn của địa ngục Astrahound, ma cà rồng Vampire, vân vân.
nhưng đông đảo và nguy hiểm nhất chính là lũ Demons, hay là quỷ dữ. Những bề tôi dưới trướng của bốn thực thể hùng mạnh như Immaterium, bốn vị cổ thần của lòng dũng cảm, hy vọng, tài sinh và tình yêu, và đồng thời cũng là các vị thần của sự thịnh nộ, lừa lọc, suy tàn và dục vọng. Chúng là các cổ thần hồn ma. Các cổ thần hồn ma của Warp được coi là những thực thể tàn ác nhất trong thiên hà. Chúng là kết tinh của tất cả những cảm xúc, những ham muốn đen tối sâu thẳm nhất trong tâm trí của người phàm. Bốn vị cổ thần của năng lượng suy vong và tất cả những thứ xoay quanh chúng, từ được gọi đơn giản là Chaos, hỗn mang. Cái tên được đặt cho bởi gần như mọi nền văn hóa trong dài ngân hà, vì chúng là đại diện cho sự hủy diệt, tái ương, suy đồi và sự hỗn loạn không hồi kết. Chúng được gọi là thần vì sở hữu sức mạnh tâm linh khổng lồ, cũng như khả năng ban phát sức mạnh này cho người phàm, những kẻ đã cầu xin sức mạnh của chúng để thỏa mãn những ham muốn đen tối của bản thân. Nhưng các cổ thần hỗn mang chưa bao giờ cho không thứ gì. Đối với những kẻ đã lầm lạc cầu khẩn chúng, lễ vật duy nhất được các cổ thần chấp nhận sẽ là linh hồn của chính họ. Và với mỗi linh hồn mà hỗn mang có được, sức mạnh, tầm ảnh hưởng cũng như là cơn đói khát của chúng sẽ chỉ càng tăng thêm. Từ đây, có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng của thế lực hỗn mang trong Warhammer 40k với quỷ dữ trong các tôn giáo của chúng ta. Chúng trao đi sức mạnh để đáp ứng những điều ước, những nhu cầu đen tối ích kỷ, để rồi đổi lấy linh hồn của chính những kẻ đã ước. Nhưng mặc cho sức mạnh và cái tên mà chính những người phàm đặt cho chúng, thì về bản chất, các cổ thần hỗn ma không phải là thần linh, vì chúng không hề có khả năng tự tồn tại nếu thiếu đi nguồn năng lượng sai kích từ các cư dân trong cõi thực. Các thực thể này có hùng mạnh hay yếu ớt đều phụ thuộc vào sự mạnh yếu của nguồn năng lượng cảm xúc đã tạo nên chúng, bắt nguồn từ thực tại. Nếu như những dòng chảy năng lượng đó bị cắt đứt, chúng sẽ đói khát và suy vong. Vì thời gian là một yếu tố vô nghĩa trong Immaterium, nên theo một cách nào đó, cả bốn vị cổ thần hỗn ma đã tồn tại ngay từ ngày vũ trụ hình thành. Và những tác động của chúng đã được ghi nhận ngay từ khi nhân loại vừa bắt đầu xây dựng nền văn minh của mình. Đầu tiên là Khorne, vị ác thần của máu, của chiến trận, được coi là kẻ già nhất trong số các cổ thần, vì hắn là kẻ đầu tiên tiếp xúc với loài người ngay tại khởi đầu của thời kỳ Trung Cổ. Khorne là hiện thân của sự căm thù, sự khát máu và sự cuồng nộ mà một người cảm thấy khi anh ta, cô ta giết kẻ thù của mình bằng một đôi tay khỏe mạnh hay một lưỡi dao sắc bén. Khorne không quan tâm máu đổ từ đâu, miễn là có máu đổ. Khorne không quan tâm ai tham gia trận chiến, miễn là trận chiến có xảy ra. Mọi hành động bạo lực được thực hiện với sự giận dữ đều sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Khorne. Với những kẻ sẵn sàng bán linh hồn cho Khorne, sẽ được hắn bán cho sức mạnh để họ đánh bại kẻ thù hay đoạt lấy sự báo thù tàn bạo. Khorne coi việc sử dụng sức mạnh sai kích là hèn mọn. Hắn muốn bề tôi của mình đoạt lấy chiến thắng thông qua giao chiến trực diện, tương lai với một chiếc rìu sắc bén và một đôi tay dùng mạnh. Khorne biết đến loài người thông qua những cuộc chiến đẫm máu liên tục nổ ra xuyên suốt thời kỳ Trung Cổ của nhân loại. Và kể từ đó về sau, mọi cuộc chiến, mọi nơi mà máu đổ, Khorne đều có mặt, sẵn sàng để hấp thụ nguồn năng lượng sai kích dồi dào từ chiến trận, cũng như là linh hồn của những kẻ mù quáng đã van xin sức mạnh từ hắn. Tiếp theo là Zinch, vị ác thần của sự đổi thay, kiến trúc sư của số phận. Mọi cá nhân trong thiên hà với mong muốn về sự thay đổi trong cuộc đời, hy vọng hay tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Zinch. Các khía cạnh về chiều hướng lịch sử, số phận, quá khứ và tương lai, âm mưu và thủ đoạn là những điều mà Zinch mê mẩn. Hắn thu thập kiến thức về chúng để biến thành một trò tiêu khiển vĩ đại của lừa lọc, thao túng và tham vọng. Mà trong đó, những sinh linh của thực tại chỉ đơn giản là con rối tiêu khiển của hắn. Zinch là ngay ước mơ và hy vọng của tất cả mọi sinh linh và theo dõi số phận của họ cả trong quá khứ lẫn tương lai. Và hắn cũng bằng lòng chỉ đơn thuần quan sát số phận mà sẽ can thiệp trực tiếp vào các mối quan hệ, nguyên nhân, hệ quả của nó để hướng con rối của mình đến những đích đến đen tối mà hắn đã sắp đặt sẵn từ lâu. Hắn sẵn sàng trao cho những kẻ thờ phụng mình sức mạnh và kiến thức để họ leo lên những bậc thang của sự thành công trong các mối quan hệ, kinh doanh, chính trị, v.v. Ngược lại với Khorne, Zinch đặc biệt ưu ái những kẻ sở hữu sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, vì sử dụng sức mạnh sai kích thường tạo ra những thay đổi lớn trong thực tại. Vì thế hắn còn được gọi là chúa tể của ma thuật. Cái chạm đầu tiên của Zinch với nhân loại đánh dấu sự ra đời của những vương quốc lớn cuối thời kỳ Trung Cổ, khi mà những mối quan hệ chính trị, những âm mưu và thủ đoạn bắt đầu tạo ra những thay đổi lớn trong dòng chảy của số phận con người. Vì Zinch
không dựa vào sức mạnh đơn thuần mà là sự kiên nhẫn với những âm mưu được liệt kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, với hàng tỷ mở đầu và kết thúc đã được vạch sẵn, thậm chí đến hàng trăm năm trước khi tôi thực hiện. Do đó, nhiều giả thuyết đáng sợ đã được đưa ra rằng số phận của cả Materium lẫn Immaterium có lẽ đã được vị ác thần của số phận định đoạt từ lâu. Thậm chí cả vũ trụ này có thể cũng chỉ là bàn cờ của hắn mà thôi. Tiếp theo là Nergal, vị ác thần của sự suy tàn, được trao sức mạnh bởi nỗi sợ nguyên thủy nhất của người phàm, cái chết. Nhưng đồng thời, ông ta cũng là đại diện cho vòng luân hồi của sự suy tàn và tái sinh. Bệnh dịch, tái ương và sự thối rữa của xác thịt là cách thể hiện mầu máu của ông ta cho vòng luân hồi này. Và sự tuyệt vọng là xúc cảm ông ta yêu thích. Do đó, ở bất kỳ nơi đâu mà sự sống bị đe dọa bởi bệnh dịch và sự suy tàn, Nergal đều sẽ có mặt, sẵn sàng trao cho những kẻ thực sự khao khát sự sống một cơ hội để nhận được sự giải thoát khỏi đau đớn xác thịt và sự sống vĩnh hằng. Tuy nhiên, món quà của vị ác thần sẽ đồng thời khiến cho kẻ nhận biến thành một hình dạng méo mó, thối rữa, càng mọng với giòi bọ và những loại bệnh tật mà giờ đây họ sẽ miễn nhiễm. Mặc dù Nergal luôn là các tín đồ của mình mô tả như một người cha già luôn yêu thương như được con khổ hạnh của mình, thì những khổ hạnh đó lại đến từ chính những căn bệnh mà ông ta tạo ra. Vị ác thần của bệnh dịch biến đến loài người tại cuối thời kỳ Trung Cổ, khi mà đại dịch cái chết đen đã quét sạch hàng triệu mạng sống, khiến cho sự chết chóc, thống khổ bao phủ cuộc sống của địa cầu. Ba vị cổ thần hỗn mang này đã thống trị biển linh hồn từ thuở khai sinh của nó. Và với bản chất tàn ác của mình, chúng liên tục tham gia vào những cuộc chiến tàn khốc, chống lại lẫn nhau để tranh giành sự thống trị tối thượng, cả trong Immaterium lẫn ngoài thực tại. Được gọi bởi các tín đồ của chúng là The Great Game, trò chơi vĩ đại. Một cuộc chiến vĩnh hằng với mục đích thật sự không phải là chiến thắng, mà là để duy trì và thúc đẩy hơn nữa bản chất hỗn mang của Immaterium. Do đó, nó có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của các cổ thần. Nếu The Great Game kết thúc, hỗn mang cũng sẽ bị xóa sổ. Trò chơi vĩ đại sau đó được tham gia bởi vị ác thần thứ tư, Slaanesh, ác thần của dục vọng. Sự tự mãn, dục vọng, đau đớn và những khao khát về sự hoàn mỹ là những điều sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Slaanesh. Được coi là trẻ nhất trong số 4 cổ thần, nhưng lại mang cho mình sức mạnh không kém cạnh gì các cổ thần còn lại. Vì Jyutas đã hấp thụ được hàng nghìn tỷ linh hồn của giống loài Eldari ngay từ giây phút mới chào đời. Và dù được sinh ra từ xúc cảm của loài Eldari, Slaanesh đã sớm tìm ra được con mồi mới cho cơn đói khát vô tận của mình: nhân loại. Chương 4: Đầy tớ của hồn ma. Dẫu biết rõ sự nguy hiểm của hồn ma, luôn có những người trong xã hội Imperium of Man chủ động tìm đến hồn mang vì nhiều lý do khác nhau, như là những quý tộc buồn chán tìm kiếm cảm giác mới bằng cách lao đầu vào những điều huyền bí, những kẻ hèn mọn hy vọng sự giàu có và địa vị, những cá nhân bị tham vọng xâm chiếm bán linh hồn để đổi lấy quyền lực, những người bị phản bội và những kẻ phản tặc đang tìm cách trả thù, hoặc là những kẻ ngu dốt thậm chí còn không biết tên của vị thần mà mình thờ phụng. Sau cùng thì ngay cả một người không còn lại gì vẫn có thể dâng hiến linh hồn của mình cho vị thần mà anh ta tôn thờ. Bất kể động cơ và nguyên nhân gia nhập hỗn mang của họ là gì, tất cả đều sẽ trở thành những con rối không hơn của các vị thần hỗn mang. Họ trở thành The Lost and The Damned, The Heretics, những kẻ phản bội giống loài, phản bội đức tin vào chủ đế, những kẻ đã từ bỏ nhân tính và linh hồn của chính họ để đổi lại những món quà từ hỗn ma. Đương nhiên, với bản chất tàn ác của hỗn ma thì việc phục vụ chúng không hề là chuyện tốt đẹp gì. Những món quà phước lành của hỗn ma luôn đi kèm với những biến đổi kinh dị cả về thể chất lẫn tâm lý của kẻ nhận. Nếu không biến họ thành những con quái thú khát máu, cũng sẽ khiến cho tâm trí của họ bị méo mó, bị lấp đầy bởi những ý nghĩ hiểm ác và bệnh hoạn. Mọi sai lầm dù là nhỏ nhất trong mắt của các cổ thần cũng có thể đánh dấu sự kết thúc cho mạng sống của kẻ bề tôi. Họ có thể bị biến đổi hoàn toàn với những biến đổi kinh tởm hơn trước đó, nhận những cái chết đau đớn, hay là bị các cổ thần hấp thụ linh hồn, đồng nghĩa với chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của họ. Đối với những kẻ dị giáo này thì một cái chết đau đớn và bất ngờ là một số phận quá đối bình thường. Nếu không đến từ các cổ thần thì cũng đến từ chính những thợ săn dị giáo của Imperium. Ngay cả những kẻ nhận được sự chú ý đặc biệt của một hoặc là nhiều vị thần hỗn ma cũng có thể bị loại bỏ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, những kẻ đủ may mắn và thể hiện được giá trị của mình trước mắt các cổ thần, chúng có thể tiến xa, trở thành các tay sai mạnh mẽ của hồn ma, như là Demon Prince, nhà vô địch của hồn ma, với sự bất tử, sự tàn ác
và sức mạnh vượt xa tầm hiểu biết của người phàm. Nhưng nếu chỉ dựa vào sự tự nguyện và ngu dốt của người phàm, thì chắc chắn thế lực hôn mang sẽ không bao giờ lớn mạnh và nguy hiểm như bây giờ. Thay vào đó, chúng ngày đêm truyền đi mầm mống của sự thả hóa, sự suy đồi lên cõi chân thông qua những tay sai, thường là các giáo phái ngầm trên thực tại, để dụ dỗ, lôi kéo những kẻ khờ dại, hay ép buộc những người mềm yếu về mặt tâm lý, làm mờ mắt họ với những lời hứa về những viễn cảnh trong mơ sẽ thuộc về họ khi làm theo ý nguyện của các vị thần toàn năng thánh thiện. Sự tha hóa của hồn ma có thể nói là một trong những nhân tố đe dọa hàng đầu đối với sự tồn vong của Imperium of Man. Bởi lẽ, nó diễn ra ngay trong lòng xã hội của loài người. Và tại tất cả mọi hành tinh thuộc Imperium đều có khả năng chứa đựng cả cá nhân, các tổ chức tôn thờ Chaos. Từ những hai vua nghèo khô đến những xã hội giàu có, cám dỗ của hồn ma có thể thâu tóm tất cả. Theo Order Hereticus, lực lượng phòng chống dị giáo của đế chế, các giáo hội tôn thờ hồn ma có thể phát sinh từ bất kỳ tầng lớp nào của xã hội đế chế, dù là người nghèo khổ, quý tộc, các băng đảng, binh lính, dị nhân, vân vân. Ban đầu khi mới bắt rễ, các giáo hội này sẽ hoạt động rất bí mật để tránh sự phát hiện của các tổ chức săn lùng dị giáo của đế chế. Nhưng khi sức mạnh và tầm ảnh hưởng của chúng đủ to lớn, chúng sẽ liên tiếp gây ra những cuộc bạo động lật đổ tàn bạo. Với mục tiêu chung của các giáo hội tôn thờ Chaos, bất kể chúng tôn thờ vị ác thần nào, đều là để lan rộng hơn nữa sự tha hóa của hồn ma và giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các hành tinh mà chúng đã chọn. Và từ hành tinh đó, chúng sẽ lại tiếp tục truyền đi mầm mống của hồn ma, từ đó bắt đầu lại vòng tròn của sự tha hóa và hủy diệt mà các cổ thần hồn mang đã giao cho chúng. Để ngăn chặn điều này, trên khắp đế chế nhân loại luôn có các lực lượng chuyên săn lùng dị giáo rất gắt gao. Nổi bật nhất là các đặc vụ Inquisitor từ tòa án dị giáo của đế chế. Trong mắt họ, mọi dấu hiệu dù là nhỏ nhất của các công dân cho thấy khả năng liên kết với hồn ma đều có khả năng chịu án tử hình. Do vậy, không phải lúc nào họ cũng ra tay kịp lúc. Và một khi họ nhận ra sự tha hóa trên hành tinh của mình đã không thể cứu vãn, các Inquisitor sẽ có quyền ra phán quyết cuối cùng của mình. Mệnh lệnh Exterminators, lệnh hủy diệt tất cả sự sống trên hành tinh, với mục tiêu loại bỏ triệt để khả năng lây lan của thế lực hỗn mang ra các hành tinh khác. Nhưng đôi khi, ngay cả lệnh Exterminators cũng không đủ. Chương 5. Sai cơ và quỷ dữ. Mặc dù về cơ bản thì phàm nhân nào cũng có thể bị tha hóa bởi hỗn ma, đặc biệt là khi không có đủ sức mạnh tinh thần cũng như là sự tỉnh táo trước những cám dỗ của chúng. Nhưng nguy cơ cao nhất là các Psyker. Psyker là những cá nhân được sinh ra với khả năng bẩm sinh là tạo ra một liên kết hai chiều trực tiếp với Warp. Như vậy, tâm trí của họ có thể tồn tại song song cả trong Warp lẫn ngoài thực tại, và cho phép họ sử dụng nguồn năng lượng tâm linh từ Warp để tạo ra những thay đổi ngoài thực tại với những điều tương tự như phép thuật. Và trong khi linh hồn của con người được nhìn thấy trong Warp như là những đốm sáng nhỏ, thì linh hồn của các Psyker với khả năng sử dụng năng lượng giải kích của mình lại hiện hữu như là những đốm lửa rực cháy, nhất là khi họ sử dụng sức mạnh của mình. Và điều này sẽ luôn thu hút sự chú ý của những thực thể đen tối của Immaterium, như là những đàn tiểu thần trên ngọn lửa vậy. Chúng là những thực thể, những sinh vật được gọi bởi phàm nhân là Demons, quỷ dữ. Chúng được tạo ra từ dòng năng lượng của một trong số bốn cổ thần. Và mặc dù được coi là những sinh vật có trí tuệ độc lập, chúng cũng không gì hơn là những tay sai, những công cụ của các thần hồn mà. Chúng đặc biệt nguy hiểm không chỉ vì số lượng vô tận, sự tàn ác, sức mạnh hay khả năng tái sinh sau khi tưởng chừng đã chết, mà còn có cho mình khả năng chiếm hữu cơ thể của những người sở hữu năng lực sai kích bên ngoài thực tại, chính là các sai cơ. Với khả năng này, tâm trí của một sai cơ có vai trò như một cây cầu hai chiều giúp chúng đi vào thực tại. Và thực tại đối với lũ Demon giống như một sân chơi vậy. Với cơ thể và sức mạnh của Psyker mà chúng xâm chiếm được, chúng sẽ biến đổi thực tại giống với khung cảnh địa ngục của Warp thông qua việc tàn phá và diệt chóc. Chỉ những Psyker có tâm trí mạnh mẽ hoặc trải qua quá trình sâu ba đình của hoàng đế nhân loại mới có thể chống lại mối nguy hiểm thường trực của việc sử dụng sức mạnh giải kích. Và cũng chính bởi khả năng này của lũ Demons mà các Psyker của nhân loại đã bị coi là một trong những nguyên nhân chính gây ra kỷ nguyên xung đột đẫm máu và đen tối của loài người, trở thành nguồn cơn cho nỗi sợ, sự kỳ thị và sự săn lùng, những cuộc thành trừng đối với Psyker của nhân loại mãi về sau. Sự thật là phần lớn nhân loại trong vũ trụ của Warhammer 40K đều coi Psyker như là những tạo vật báng bổ,
là những phù thủy tà đạo với mối nguy hiểm luôn thường trực. Tuy nhiên mặt khác, như học giả, những nhà cầm quyền thông thái của Imperium đều hiểu rõ rằng nếu không có các sai cơ, nhân loại sẽ không giờ tồn tại được đến thế kỷ thứ 42. Vì chỉ với những sai cơ, con người mới có thể biến những điều bất khả thi trở thành khả thi, những điều mà cả giống loài đang phải phụ thuộc vào để sinh tồn. Minh chứng rõ nhất trong điều này chính là những Astropath, lõi của hệ thống thông tin liên lạc nhanh hơn tốc độ ánh sáng của loài người. Họ chính là những sai cơ đã trải qua sâu bài đinh của hoàng đế nhân loại. Không có họ thì thông tin liên lạc, điều cực kỳ quan trọng trong bối cảnh chiến tranh liên tục của vũ trụ này, sẽ đơn giản là bất khả thi. Nhưng ngay cả vậy thì bất kỳ sai cơ nào khác cũng có thể được xem như là những trái bom nổ chậm, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Do đó, bắt buộc mọi sai cơ phải được gộp lại dưới sự quản lý của Imperium. Tất cả những sai cơ được tìm thấy trên các thế giới của loài người, nếu không bị giết ngay tại chỗ, sẽ được vận chuyển lên các tàu không gian khổng lồ được gọi là Black Ship và đưa về Terra. Từ đó, số phận của họ sẽ hoặc là trải qua quá trình sâu bài để trở thành các sectioned sai cơ, phục vụ loài người với những vai trò, nhiệm vụ khác nhau, như là những pháp sư điện sinh học Biomancy, những nhà tiên tri Divination, hay các Primary Psyker có vai trò như là những công cụ, những vũ khí hùng mạnh của Imperium, hoặc phổ biến hơn là trở thành vật hiến tế hàng ngày, tiếp thêm năng lượng tâm linh cho ngọn hải đăng Astronomicon, từ đó giúp duy trì mạng lưới giao thông vận tải của Warp, là điều mà như chúng ta đã biết là cực kỳ quan trọng đối với sự tồn vong của nhân loại. Chương 6. Hồn mang và thực tại. Hồn mang và bể lũ quỷ dữ của chúng không chỉ đi vào thực tại thông qua những cây cầu mang tên Psyker, mà chúng có thể xâm nhập trực tiếp vào thực tại thông qua những vết nứt của Warp, là những cánh cổng nối giữa Immaterium và không gian thực. Ban đầu, để tạo được các cổng Warp hay các rãnh nứt Warp, các Demon phụ thuộc vào những nghi lễ triệu hồi của các tay sai, các giáo hội tôn thờ hỗn mạng ở thực tại thông qua các hoạt động hiến tế cùng bái đen tối và vô cùng phức tạp. Sau đó, với sự xuất hiện của các Psyker, các Demon đã có thể mở ra những cánh cổng Warp theo ý muốn bằng việc chiếm hữu cơ thể của những Psyker đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự ghé thăm trực tiếp của lũ Demon vào thực tại vẫn luôn bị giới hạn vì số lượng Psyker đủ mạnh mẽ để tạo ra một cổng Warp là không nhiều. Và để duy trì sự hiện diện trên thực tại, các cánh cổng Warp cũng như là bản thân lũ Demon luôn yêu cầu một nguồn năng lượng tâm linh lớn, nên thường sẽ không thể duy trì được lâu trước khi các Psyker cạn sức mạnh và sinh lực. Việc đó sẽ khiến cho các cổng Warp đóng lại và kéo lũ Demon trở lại Immaterium. Nhưng rồi, đầu thế kỷ thứ 30, vị ác thần thứ tư, Slaanesh đã được sinh ra, và luồng năng lượng khổng lồ bộc phát từ sự chào đời của Shehutus đã xé toạc bức màn ngăn cách giữa thực tại với Immaterium, mở ra The Eye of Terror, một cánh cổng Warp vĩnh viễn. Kích thước của nó lớn tới nỗi đã nuốt chửng gần như hoàn toàn hàng trăm hệ hành tinh của giống loài Eldari cổ đại, biến đế chế hùng mạnh nhất dài ngân hà thành cát bụi chỉ trong nháy mắt. Và thế là lần đầu tiên những thực thể đen tối của hồn mang có thể tự do đi vào thực tại mà không cần phải dựa vào sự triệu hồi hay là chiếm hữu cơ thể của Psyker. Được chứng kiến những gì mà Materium chứa đựng qua The Eye of Terror, các cổ tân hồn mang lại càng đòi khát hơn nữa với việc chiếm hữu thực tại cho riêng mình. Đối với chúng, The Eye of Terror và những cánh cổng Warp tương tự chính là đại diện cho mục tiêu tối thượng của chúng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa Materium và Immaterium, giữa cõi sống và cõi chết. Như vậy, các cổ thần sẽ sớm có cho mình sự kiểm soát trực tiếp đối với các sinh linh của thực tại, những người tạo ra và duy trì sức mạnh cho chúng. Họ sẽ đảm bảo dòng chảy vô tận của năng lượng sai kích và linh hồn để thỏa mãn cơn đói khát vô tận của các cổ thần hỗn mang. Nhân tiện nói về linh hồn, thì một điều đáng sợ nữa về Warp, góp phần làm tăng đến sự đen tối của vũ trụ của Warhammer 40k, chính là số phận của các linh hồn. Như đã tìm hiểu trong phần giới thiệu, sau khi chết, các linh hồn của các sinh linh ngoài cõi thực sẽ đi vào Warp. Vì vai trò thực sự ban đầu của Warp như là một nơi an nghỉ cuối cùng cho các sinh linh của cõi thực vậy. Hoặc thậm chí với loài Eldari cổ đại thì nó chỉ giống như một trạm dừng chân trước khi được tái sinh vào cõi thực một lần nữa. Nhưng giờ đây, vì Warp đã trở thành lãnh địa của hồn mà, nên một khi linh hồn rơi vào Warp thì gần như ngay lập tức sẽ nhận được cái chết tử hại, khi mà những thực thể tàn ác của Immaterium lao vào cắn xé linh hồn của họ. Một số linh hồn may mắn hơn, chủ yếu thuộc về các sai cơ mạnh mẽ, có thể tồn tại trong một khoảng thời gian trước khi những thực thể hùng mạnh hơn ngấu nghiến họ. Nhưng đối với đại đa số nhân loại, thì linh hồn của con người đơn giản là quá yếu ớt để tồn tại trước sự thù địch của Immaterium.
Và phần lớn trong số họ sẽ phải chịu những số phận thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết khi bị biến thành đồ chơi của lũ quỷ dữ. Nhưng đối với tôi, đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất về Warp, mà đó là khác với các tôn giáo của chúng ta. Trong Warhammer 40k, thiên đường cũng là địa ngục. Như vậy, linh hồn chỉ còn một nơi để đi, chính là Warp. Và Warp lại không hề phân biệt giữa người tốt hay người xấu. Một khi lũ quỷ dữ của Immaterium nhìn thấy linh hồn của người phàm, thì dù cho nó có thuộc về một vị tướng lỗi lạc, một người nông dân lương thiện, hay một kẻ đã sống trong đau đớn và khốn khổ suốt cuộc đời của hắn, không quan trọng. Tất cả đều sẽ bị đầy đọa trong biển linh hồn. Không phải vì những công lao, cũng chẳng phải tội lỗi của họ, mà chỉ đơn giản vì sự thống khổ vĩnh hằng là điều duy nhất mà Warp có thể trao cho họ. Để tránh khỏi sự thật nghiệt ngã này, hầu như các giống loài của cõi thực đều có cho mình những phương cách khác nhau. Như loài Alda luôn kinh hãi trước việc linh hồn của mình sẽ bị Slaanesh hấp thụ, đã tạo ra các viên đá Spirit Stone để chứa đựng linh hồn của họ sau khi chết, ngăn nó đi vào Warp. Những người họ hàng tàn bạo của họ, Drukhari, lại tìm cách kéo dài tuổi thọ bằng nguồn năng lượng từ nỗi đau tột cùng của kẻ khác, thông qua những màn tra tấn kinh khủng, bệnh hoạn và rất có thể là vĩnh hằng đối với những tù nhân xấu số của họ. Còn loài người thì đơn giản hơn, họ dựa vào đức tin. Họ tin rằng với sự bảo vệ của hoàng đế nhân loại và ngọn Astronomicon rực sáng trong Warp, thì những linh hồn trung thành với ngài sẽ luôn được ngài che chở khỏi bàn tay của thế lực ổn mà. Nhưng chỉ với niềm tin, liệu đã đủ? Chương 7. Tổng kết. Mặc dù đã sử dụng Warp đã hàng chục ngàn năm, nhưng đối với loài người nói riêng, nó vẫn là một chiều không gian cực kỳ bí ẩn và thù địch, là đại diện cho mối nguy hiểm lớn nhất đối với nhân loại. Tuy nhiên thật trớ trêu, không gian thiên hà là ngăn cách những thế giới của loài người bằng khoảng không vô ngần, và chỉ với Warp họ mới có thể vượt qua nó một cách nhanh chóng. Nếu không có Warp, thì chỉ nhân loại sẽ không bao giờ có thể phát triển đến quy mô và sức mạnh, hay thậm chí là tồn tại được đến bây giờ. Do đó, xuyên suốt hàng chục ngàn năm lịch sử, nhân loại vẫn buộc phải gắn sự tồn vong của mình với Immaterium, đồng thời ngày đêm phải gồng mình chống lại những nỗi kinh hoàng từ chính nó, với thế lực ôn mang luôn trực chờ đi gieo rắc sự chết chóc và thống khổ lên nhân loại. Như Pramach Horace Lovecow từng nói, Warp là tối quan trọng với chúng ta. Nó là phương tiện để liên lạc và vận chuyển. Không có nó, sẽ không có đế chế loài người, vì sẽ chẳng có cây cầu nó đủ nhanh giữa các vì sao. Chúng ta sử dụng nó, khai thác nó, nhưng chưa bao giờ có quyền kiểm soát hoàn toàn. Nó là một tạo vật hoang dã, đã cho phép sự hiện diện của chúng ta, nhưng không phải sự làm chủ. Nó là một công cụ mà chúng ta phải chấp nhận rủi ro khi sử dụng. Immaterium nằm giữ vai trò quan trọng không chỉ cho sự sinh tồn của các giống loài, mà còn là chìa khóa cho sự mê hoặc của vũ trụ Warhammer 40k. Với bản chất thần bí không bị giới hạn bởi các quy luật thông thường mà chúng ta đã biết, đã cho phép các tác giả của vũ trụ viễn tưởng này thỏa sức sáng tạo với những yếu tố kỳ ảo, viễn tưởng mà có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại được nếu thiếu đi sự hiện diện của Warp. Đồng thời, Warp còn trao cho họ cơ hội để biện hộ và để sửa chữa lại những mâu thuẫn nhất định trong kho tàng lo đồ sộ của vũ trụ viễn tưởng này. Cảm ơn các bạn đã tham gia và chú ý lắng nghe. Mong rằng qua những nét chính nhất này, các bạn đã có được cái nhìn sâu hơn về Warp, thế lực hỗn mang nói riêng, cũng như là vũ trụ Warhammer 40k nói chung. Vậy, bạn có suy nghĩ gì về Warp? Nó có đáng sợ hay là thật thú vị? Và liệu bạn sẽ tôn thờ vị ác thần nào đây? Hãy cho tôi biết bằng cách comment bên dưới nhé. Và đừng quên, hãy bấm like, đăng ký kênh và cân nhắc việc tham gia hội viên của Pháo Đài Một Người để giúp tôi phát triển kênh nhé. Còn bây giờ, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Ave Imperator, Gloria in Excelsis Terra.